Lực lượng cứu hộ cho biết chỉ có 35 trong số khoảng 230 con cá voi được phát hiện trên bãi biển một ngày trước đó còn sống. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực duy trì việc cứu hộ 35 con cá voi còn sống sót, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân. Không chỉ ở Australia, các vụ cá voi mắc cạn cũng rất phổ biến tại New Zealand. Theo một số nhà khoa học, các đàn cá voi có thể đi chệch hướng khi được cho ăn quá gần bờ. Một số người khác tin rằng những bãi biển dốc nhẹ ở Tasmania khiến sóng siêu âm của cá voi nhầm lẫn và không nhận ra vùng nước cạn. Ngoài ra, các điều kiện môi trường và hoạt động nước sống nhiều khả năng cũng gây ảnh hưởng đến các loài động vật.